Đồ Phố Huyền kính chào quý vị, lúc này đang là gần 12 giờ của ngày 18 tháng 6 năm 2017 và chúng tôi đang chuyển 12 kiện hàng đến cho khách hàng ở đây là gì? Khu dân cư Đại Hải, phường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn. Thôi tôi dán đi. Thôi thì dán rồi, cái địa chỉ rất là dài. Và khách hàng là khách hàng thì mua rất nhiều hàng tôi, nhưng mà đợt này là chuyển đi 3 thứ trước, là một chiếc tủ áo, một bộ trường kỷ và 2 chiếc tủ sách. Thì thật là ngẫu nhiên là mỗi một món hàng là đều có 4 kiện. Chiếc tủ áo cũng được tính là 4 kiện, chiếc trường kỷ cũng bọc là 4 kiện, bộ trường kỷ bọc 4 kiện và 2 chiếc tủ sách cũng là 4 kiện. Đây trường kỷ thì có 2 chiếc kiện lớn này là 2 chiếc trường, cộng với một cái bàn đây là 3 và một chiếc đồn trà là 4. Bộ trường kỷ vốn dĩ chỉ có 3 thứ, nhưng một số bác là, như mấy bác ở trong ngân hàng Agribank Sài Gòn thì bác lấy lên đến 5 hoặc 6 kiện cơ. Còn chiều đây thì bác ở Hóc Môn cũng lấy là thành 5 kiện, nhưng mà một kiện nữa vẫn chưa xong. Một chiếc bàn đầu bàn nữa chúng tôi làm chưa xong. Cho đợt 1 này là chuyển ngay vào cho bác sử dụng là gồm có 12 kiện. Tôi xin báo cáo lại là 2 chiếc tủ sách, mỗi chiếc tủ sách ngắt làm đôi. Vậy 2 chiếc là 4 kiện. Đây chiếc trường kỷ TK3 của bác rất dày rất nặng, hiện nay là 6 người khiêng vẫn hết sức là ì ạch. Chúng tôi vừa về từ khu C để chuyển về chuyển lên xe, đang đứng trước cửa bác hàng xóm ở khu A. Như vậy tí nữa là cái bàn này có thể sẽ để ngoài cùng. Thế là lên được mấy kiện rồi chú? 3 này, 5 rồi ạ. Bây giờ là mới được 5 kiện, như vậy là còn 7 kiện nữa. Đây là một kiện của tủ áo. Tôi theo con mắt tôi thì đây là kiện là có 4 chiếc hồi tủ áo. Biên trèo lên đi. Phải có một người lên trên. Thôi Biên cứ ở trên đấy đi. Và kính thưa quý vị, hiện nay ở tại ba khu ABC của Đồ Gỗ Đức Hiền vẫn đang còn hàng ngàn sản phẩm. Trong khi đó thì trong đó là các bộ bàn ghế khoảng 100 bộ, các loại giường tủ là 100 chiếc, các loại tranh tượng cũng đổ một con số trăm, bàn thờ cuốn thư câu đối cũng là số trăm. Cho nên là quý vị cần gì chỉ cần là thông báo là chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị có hình ảnh, có clip để chuyển đến cho quý vị ngay. Và nếu quý vị ưng thì đặt cọc một chút tiền là chúng tôi chuyển đến tận nhà, khi đó chúng tôi mới thanh toán. Còn riêng trường của bác ở Hóc Môn thì với cái sự tin tưởng đặc biệt, bác cũng đã bảo bác đã theo dõi Đồ Gỗ Đức Hiền từ lâu rồi, ngày nào cũng giao hàng uy tín khắp nơi, cho nên bác đã yên tâm là chuyển trước cho Đức Hiền. Điều này chúng tôi cũng không dám đòi hỏi, mà cái này là tùy khách hàng thôi. Có một số bác là thường là chuyển tiền trước, còn thì đa số lần tôi chuyển hàng đến mới lấy tiền. Chúng tôi chỉ yêu cầu khách chuyển một ít tiền để lo cái khâu vận tải thôi. Đây khi chúng tôi đóng gói, tại sao cái tủ sách nó vuông mà lại đóng gói nó lồi ở này, chỗ giữa này nó có những cái núm khóa, cho nên chúng tôi đã độn cái xốp vào đây để cái mặt tiền đây. Đấy, bà chủ nhà tôi mặc áo tím là cũng bám sát trong quá trình
đóng gói cũng như là vận chuyển hàng lên. Và thành thì lại còn trong cái kia thì mới vừa. Như vậy là 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy là đã 9 kiện đưa lên ô tô. Vậy là còn 3 kiện nữa. Đấy. Cái này cứ để xuống dưới trước. Để xuống dưới đã. Cho xuống dưới để lo cái giày kia trước. Tôi cho xuống dưới trước. Về với nó không biết có vừa cái đấy không? Nếu mà không vừa thì đấy mới đặt ghé lên trên. Cái kiện vừa mới đưa lên lại thụt xuống chính là 3 cái tấm hậu của tủ áo. Tôi để thế được rồi. Em vào bê bê cái nóc với bệ với mọi người thôi. Có một điều là kỹ sư Đức rất là áy náy là với cái chân tay cơ bóc là gấu nhất đây, nhưng mà kỹ sư Đức thì trong những lúc bê hàng thì lại phải thuyết minh để cho khách hàng xem, cho nên là toàn đứng ngoài. Kéo vào đi. Riêng trường chiếc mặt sập thì đến lúc đó tôi phải buông máy ra và phải cùng nhau đẩy lên xe, vì chiếc mặt sập thường là rất là nặng và cồng kềnh. Rất tuyệt vời, vừa xinh luôn. Đẹp quá. Như vậy là bên trong 3 kiện, ở dưới 3 kiện và trên 3 kiện là 9 kiện. Còn 3 kiện nữa. Không, cái bàn để ghé ngoài cùng. Không, thế là tôi bỏ lại. Đó, có bàn kia cho bàn ngoài ngoài cùng. Có hai cái bàn kia trong cùng. Ờ. Bàn ngoài này. Cho xem xích lên nào. Thế cho cái đồn lên trước đi. Bàn để cho xích lên đã ngoài cùng thôi. Là xong mỗi cái này lên là xong. Là cho cái hậu nữa này. Kiện thứ 10 đeo lên. Bây giờ chuẩn bị là kiện thứ 11. Như vậy báo cáo với anh chị ở Hóc Môn là đã 12 kiện lên xe và trong vòng khoảng 5 ngày nữa thì hàng sẽ đến gia đình. Và cái số hàng còn lại của anh chị là gồm có còn bộ cuốn thư câu đối, sập thờ, bàn nhỏ, kệ bên trên, một bức tranh cảm, một chiếc bàn trà và một chiếc bàn ở đầu bàn trực kỷ. Đấy là cho đến thời điểm này như vậy, còn anh còn đang lưỡng lự vài thứ nữa. Hy vọng là anh chị cũng như là người nhà rồi hàng xóm xung quanh khi mà nhìn thấy cái chất lượng hàng chuẩn bị chu đáo thì sẽ tiếp tục ủng hộ cho đồ gỗ Đức Hiền. Và tôi xin nhắc lại là đây là hình ảnh đang quay 12 kiện hàng đưa lên để chuẩn bị chuyển về cho khách hàng ở khu dân cư Đại Hải, đường Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Sài Gòn. Còn 12 kiện. Và hôm nay lúc này đang là buổi trưa ngày 18 tháng 6 năm 2017. Và những hình ảnh đang quay tại đồ gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu A. Còn bên kia là khu C và khu B của chúng tôi. Đúng rồi, cho nó hơi lên thế được rồi. Nó đổ ra ngoài để cái xe ta ý để cái bàn. Đáng ơi, thôi đừng tắt lên cái xe nữa. Và clip tiếp theo sẽ là clip giới thiệu một bộ bàn ghế gỗ gụ và một chiếc KTV mới thành phẩm xong, chuẩn bị đưa vào trong cửa hàng để đi vào tiêu thụ. Cảm ơn quý vị. Xin quý liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999, cái số đang ở trên màn hình đây. Chính là số của người đang cầm máy quay đây, là trợ lý của giám đốc đang mặc áo tím. Giám đốc đây lúc nào cũng bê bác rất ghê.
Tạm biệt quý vị.